안녕하세요. 오늘은 계속 열심히 공부하자. 아, hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề đề 2 20 câu trắc nghiệm nha các bạn. Chúng ta cùng bước vào làm câu 1 nhé. Thì ở đây các bạn xem chân và thấy người bác sĩ đang phẫu thuật đúng không ạ? Thì ở đây có câu 1 là su su ha ta, ở đây là phẫu thuật, động từ cô isum gì ta? Đang phẫu thuật. Thì đáp án là câu 1 rồi, nhưng mà chúng ta xem câu 2, 3, 4 để biết từ vựng nha. Chim chi ha ta là chùm đá. Yon cô rư ba rư ta là bôi thuốc. Pa sư rư bu thi ta là dán, cao dán. Tiếp theo câu số 2. Thì câu số 2 ở đây là một bé gái đang nằm ngủ. Thì ở đây cha mưa cha ta là ngủ. Đang ngủ đáp án là câu 1 luôn. Còn câu 2 là y rư tắc ta đánh răng. Yang ma rư Yang mai là tất vớ, sinh tà là đeo. Yang mai rư sinh tà, mang tất. Xích xa rư ha tà là dùng bữa. Tiếp theo câu 3. Thảm thảm nào qua khoản kỳ nên có sự mở sinh nhị cá. Thì ở đây là cái từ mà có liên quan với cái từ sau đây là cái nào? Thì kurim, bức tranh, co u là cái gương, hoa, bun, chậu hoa, si kê, đồng hồ. Thì chúng ta coi những cái từ dưới đây nó có liên quan gì tới bốn cái từ trên này. Thì ở đây trang xích là trang trí, so xích là mẫu, mu hu xích là bóng trắng miệng, so xích là tin tức. Thì tin tức thì không liên quan, hu xích món trắng miệng là thức ăn rồi đúng không? So xích là mẫu, thì trang xích là trang trí, thì những cái đồ trên này thì dùng để trang trí thì nó liên quan đúng không ạ? Thì đáp án ở đây là câu 1. Câu 4. Thơm thân nó qua bị sức thân mà được mở sinh nhật á, thì cái từ mà tương tự với cái từ sau là cái từ nào? Thì pire. Pire ở đây là bay. Yonse tuổi, năng piha tà động từ lãng phí, tuy tà động từ nhảy, nặc kha là nhảy dù. Thì ở đây là loại cái từ này rồi, yon xe tuổi, năng bi ha tà không liên quan loại, tuy tà nhảy, có liên quan gì tới bay không ạ? Thì tuy tà ở đây là nhảy, nhảy ở đây là nhảy cứng lên, nhảy cứng lên thôi. Còn cái số 4 này nặc kha là bay, là nhảy dù. Nhảy dù thì ở trên cao nhảy xuống đúng không ạ? Thì nó cũng tương tự với từ pire này, bay. Ô bon. Hàn Quốc 사람은 밥하고 김치, 고기, 생선, 나무 같은 등등등을 먹습니다. Thì ở đây, Hàn Quốc 사람, những người Hàn Quốc thì ăn cái gì đó cùng với namu, rau, sen son, cá, cô ki, thịt, kim chi và cơm. Thì người Hàn Quốc thì ăn cái gì cùng với những cái thứ này? Thì cứ rất ăn chén à? Không phải rồi. Qua y là trái cây. Đừng ăn cơm mà tự nhiên ăn với trái cây. Câu 3, bánh chan, món ăn kèm. Đáp án là câu 3 nha. Chúng ta, người Hàn Quốc thì thường ăn món ăn kèm cùng với rau, cá, thịt và kim chi. Hu xích là món tráng miệng. Xích bon. 손을 씻고 싶은데 등등 있으면 좀 주시겠어요? 네, 여기 있어요. Ở đây là tôi muốn rửa tay. Nếu mà có cái gì đó thì hãy cho tôi nhé, sẽ hãy cho tôi nhé, 주시겠어요 là kiểu bạn cho tôi được không? Gì đấy. Vâng. Ở đây ạ. Thì ở đây muốn rửa tay thì dùng cái gì? Thì trang cáp đo tay, không phải pinu xà phòng, co u gương, chi dắt kem đánh răng. Thì ở đây chắc chắn đáp án là xà phòng rồi đúng không ạ? Thì tôi muốn rửa tay, nếu mà có xà phòng thì hãy cho tôi nhé. Vâng, đây ạ. Chị Bon, Rian 씨는 반장님 댁집들이 선물로 등등등 rư chuẩn bị hâm nì ta Rian Lan chuẩn bị cái gì đó để làm quà. Chip tư ri là tân gia, nhà của Pan Trang Nhiêm là tổ trưởng, chưa tổ trưởng.
thì bằng lan đã chuẩn bị cái gì làm quà? Xe che là bột giặt, chip là nhà, chu kinh là việc việc đi làm, công trang là công trường. Thì ở đây bằng lan đã chuẩn bị bột giặt để làm quà nhà mới cho tổ trưởng. Thì ở đây đúng nha, chứ sao mà chuẩn bị nhà hay là sự đi làm hay là công trang thì mấy cái này không liên quan. Thì ở Hàn Quốc người ta có cái văn hóa gọi là khi mà đi tân gia nhà mới thì người ta sẽ tặng bột giặt, nước rửa chén với ý nghĩa là mang đến cái vận may, là mình dùng mấy cái loại nước đó để tẩy tẩy đi cái vận xui á. Tiếp theo, 8번. Cái này người ta nói cái gì? Thì ở phía Na thì nói là 고마워요. 허리가 아파서 혼자 뜨기 힘들었어요. Thì ở đây cảm ơn vì cái hông tôi đau nên là hôn cha là một mình, tilta là mang vác khiêng. Cái việc mang vác khiêng một mình thì nó rất là mệt, him tư tà mệt. Thì cái người ca này nói gì thì người na này mới nói là cảm ơn cái hông của tôi đau nên là tôi việc khiêng vác một mình thì rất là mệt. Thì ở đây là 무겁죠? 제가 도와줄게요. Nặng đúng không? Tôi sẽ giúp cho bạn. 아프죠? Đau hả? Tôi cùng đến bệnh viện nhé. Him từ chỗ mệt nhỉ, mệt đúng không? Làm một ly cà phê. Iri mạnh chỗ nhiều việc hả? Sau này thì tôi sẽ gọi điện. Thì ở đây đáp án là câu số 1. Đúng không? Các bạn đọc thì các bạn cũng thấy là nặng đúng không? Tôi giúp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn. Cái vì cái eo, cái hông tôi đau nên là cái việc khiêng vác một mình thì nó khó khăn. Coupon, câu 9. 다음 표지가 뜻하는 것은 무엇입니까? Thì cái mà thể hiện cái mà tương tự với cái bảng sau, cái proji là cái bảng sau là cái gì? 매주 월요일 정기 휴무 우리 식당. 매주 là mỗi tuần, 월요일 thứ hai, 정기 휴무 là kỳ nghỉ định kỳ, 우리 식당 nhà hàng chúng tôi. Thì ở đây mỗi thứ hai thì sẽ nghỉ ngơi, đúng không mà? Rồi tiếp theo câu 2. 월요일 대만 일합니다. Mỗi thứ hai làm việc. Ở đây người ta nghĩ mà thứ hai làm việc sai. 월요일 마다 문을 엽니다 là mỗi thứ hai mở cửa. Sai, người ta kỳ nghĩ là đóng cửa. 월요일 대는 싸게 팝니다. Sẽ bán rẻ. Sai. Câu 10번. 다음 광고에 대한 설명으로 바른 것은 무엇입니까? Thì ở đây, cái việc mà đúng với cái giải thích về cái quảng cáo là cái quảng cáo sau là cái nào? 하숙집 있습니다. 하숙집 là nhà trọ, 있습니다 ở nhà trọ. Thì 지하철역 걸어서 3분 거리, 거리 là khoảng cách. 걸어서 là 걷다. Cọt tà, đi bộ, động từ. Nhưng mà chia với ao, do, so thì tiệc biến thành riêng. Tiệc biến thành riêng và thành khó đo so. Đi bộ đến cái chia ha cho dọc ga tàu điện ngầm này thì cái khoảng cách là cái khoảng cách mà đi bộ đến cái tàu điện ngầm này là 3 phút. Che công là cung cấp xích xa bữa ăn. A chim cho nhóc sáng và tối, cung cấp bữa ăn sáng và tối. Y si một phòng là y in. In là người, si là phòng, một phòng là hai người. Han dare một tháng là 40만 won là 300.000 won. Do lắc cho địa chỉ liên lạc đó đó đó. Thì chúng ta coi câu 1. Tu sarami hai người này. Tu sarami hai người thì phải sử dụng cùng một phòng. Đây, ngay cái câu này, chỗ này luôn. In, isi, hai người sử dụng một phòng. Tiếp theo, câu này đúng nha. Tiếp theo câu
Hai là y hajuk jipun haru segi sisaru chumnida, là cái nhà trọ này thì sẽ chu ta là cho, sisa là bữa ăn, ki là bữa ăn, trợ từ cho cái từ c này nha, là cho 3 bữa ăn mỗi ngày, haru là mỗi ngày, cho 3 bữa ăn mỗi ngày. Ở đây cho có 2 bữa à, sáng và tối à. Sai. 하숙집에서 지하철 역까지 버스로 3분 걸립니다. Ở cái nhà trọ này thì đến cái tàu điện ngầm đi bằng 버스 là xe buýt là 걸리다 là mất. 걸리다 là mất 3 phút. Ở đây là đi bộ mất 3 phút chứ không có nói là đi xe buýt mất 3 phút này sai. 아침 식사와 저녁 식사를 직접 만들어야 합니다. Mình phải trực tiếp mantuta là làm. Trực tiếp làm cái bữa ăn tối và bữa ăn sáng. Ở đây người ta cung cấp cho bữa ăn sáng và tối mà. Câu này sai thì câu trả lời là câu 1. Tiếp theo. 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Cái đúng với cái giải thích về cái grep là cái biểu đồ là cái gì? Thì ở đây chúng ta quan sát cái biểu đồ nha. Hơi mờ đúng không? Ở đây là 최저 임금 상승률. Còn đây là ở đây là 물가 상승률 nha. Đây. Ok. À, cái tỷ lệ mà sang sưng riêu là tỷ lệ tăng, mu ca là vật giá, ca trang là nhất, nộp kê là tăng, là cao, natanata là thể hiện cao nhất. Cái tỷ lệ mà tăng vật giá vào năm 2008 thể hiện cao nhất. Đâu sang sưng riêu mu ca là sang sưng riêu mu ca là cái gạch gạch này vào năm 2008 là đây là cái màu đen này nè. Và năm 2008 là cao nhất, sai. Sai nhầm. Tiếp theo, cái sang sân riêu tỷ lệ tăng của tiền lương tỷ lệ tăng của im cơm là tiền lương. Thấp nhất chê cho là thấp nhất của năm 2000, tương tự với năm 2004. Tỷ lệ im cung này, chê cho là cái vạch vạch này vào năm 2000 với năm 2004 là tương tự nhau. Sai, 2004 nó chênh lệch một chút nha. Rồi sai câu số 3 là tỷ lệ tăng tiền lương thấp nhất vào năm 2012. Là cái này 2012. Nạch tà là thấp. EPH là so với. Yon tô là 5. Tarin là khác. So với năm khác thì nó thấp. Năm 2012 nè. Đúng không? So với các năm khác. Đây thì nó thấp nhất. Thì đúng rồi. Câu số 3 nha. Rồi. Câu số 4 luôn thì là cái tỷ lệ tăng muka vật giá sau 2004 thì nó đang một pajita đang dần tăng, chom chom là dần nè, đang dần tăng sau năm 2004 nè, là cái này là màu đen này, đang dần tăng, sai nha, nó thấp ở cái khúc này và nó lại tăng khúc này. Câu này sai, câu đúng là câu 3. Tiếp theo câu 12번. 이 사람은 왜 일하기가 싫습니까? Cái người này tại sao lại ghét cái công việc này? Thì ở đây 2주 là một tuần, 전에 là trước, 농장 là nông trường, 어렵다 khó, 아주머니 là bà thím, 늦게 là chậm trễ, 화를 내다 là nổi giận, 빨리 nhanh, 마음 là trong lòng, 실수 là mắc lỗi,
Chansori là tiếng cầu nhau. Ok, đây là những từ nha. Rồi tiếp, rồi dịch là tôi đã đến cái nông trại này vào một tuần trước. Thì cái công việc này phủ định nè, chi ảnh chi nên ảnh nên nè, nên tê ở đây là nhân hay là và nè. Cái công việc này thì nó không khó, nhưng mà cái việc làm cùng với cái bà ở Chumoni này, cái việc làm cùng với cái bà thím này thì là tôi mỗi khi mà làm việc nước kê chậm chạp á thì liền bị cái bà thím này thường xuyên nè, cha chu là thường xuyên nè, hoa đơn nên là thường xuyên tức giận. Tôi thì cũng muốn iru pali ha ko ship chiman, cũng muốn làm việc nhanh. Ko ship ta là muốn nè, chiman là nhân nè, tôi cũng muốn làm việc nhanh, nhưng mà chi an sum ni ta phủ định nè, tôi không làm được tốt nè, trai là tốt nè, tuê ta là được nè, tôi không làm được tốt giống như là ma âm, là trong lòng, là kiểu suy nghĩ trong lòng như vậy nhưng mà không làm được. Thì cái bà thím này mới là nổi giận, nên là Nika là vì nè, vì bà thím này nổi giận nên là tôi cọt cà xin như ta, là hình như có lẽ cái bà thím này nổi giận thì tôi lại càng mắc lỗi nhiều thêm. Dù chung dạo này thì vì cái tiếng cầu nhau của cái bà thím này nên là tôi ghét làm việc này. Thì đây đọc dịch lại một lần nữa là tôi và một tuần trước đã đến cái nông trường này, thì cái công việc này không khó, nhưng mà tôi làm cùng bà thím này và tôi làm việc thì chậm, tôi mà làm việc chậm thì là thường xuyên, thì bà thím này thường xuyên nổi giận. Thì tôi cũng muốn làm việc nhanh, nhưng mà tôi không làm được giống như suy nghĩ trong lòng. Cái bà thím này vì càng nổi giận thì tôi lại càng mắc lỗi thêm. Dạo này thì bà vì cái tiếng lầu cầu nhau của bà thím này nên là tôi ghét cái công việc này. Thì ở đây lý do mà người này ghét là gì? Thì ở đây là vì làm việc một mình. Câu có làm việc một mình đâu, trong bài không nói. Iru mani shikoso, vì shikita là khiến, bị sai khiến. Vì bị sai khiến làm nhiều việc nè. Iru mani shikoso, vì bị sai khiến làm nhiều việc. Nông trang ý đi, ở đó quá so, vì cái việc ở nông trường nó khó. Ngay câu này luôn, ý đi ở rất chi nên ảnh nên đề, cái công việc này đâu khó đâu, sai. Ajumonika haru ne so, vì bà thím này nổi giận. Đây, ngay câu này, cha chu haru ne so nè, bà thím thường xuyên nổi giận nè, là câu 4. Sa bon Sip sa bon, 오늘 고항에서 부모님이 오셔서 고항에 등등등 나갑니다. 부모님은 2주 동안 한국에 계실 겁니다. Thì hôm nay, 고항 là quê này, 부모님 bố mẹ, 오다 là đến, thêm si là kính ngữ vô của động từ 오다 là 오시다. Nhưng mà khi chi ao do so thì y thì biến thành do, thì thành ô so so. Cô hang là quê hương. Nagata đi ra. Y chu 2 tuần tông man trong. Kê si ta là kính ngữ của it ta là ở. Ư riền com ni ta là sẽ. Hôm nay bố mẹ tôi ở quê đến và tôi sẽ đi để làm cái gì đó. Nha. Rồi sau đó bố mẹ tôi sẽ ở Hàn Quốc trong 2 tuần. Thì ở đây đi đâu? Đi để Peung ở đây là tiễn đưa. Thì bố mẹ ở Hàn Quốc đến mà sao tiễn đưa đây được, đúng không? Ma Chung Haro, đi để đón, đi để thăm, đi để mời. Thì cái người thì là hôm nay bố mẹ tôi ở Hàn Quốc đến nên là tôi đi để đón, đúng không ạ? Đây, câu số 2. Đi để đón bố mẹ ở quê lên và bố mẹ của tôi sẽ ở Hàn Quốc trong vòng 2 tuần. Đáp án là câu số 2. Đi để đón.
14번 이라는 덕만 내는 졸거나 단짐을 하면 안 됩니다. 여러 번 같은 잘못을 계속하면 제말서를 쓰거나 등등등 을을 당하는 등 징계를 받을 수 있습니다. câu 14 là 이라는 làm việc tông man trong trôi ta là ngũ gục còn a động từ còn a là hoặc này tan là khác chi là cái việc hamion nếu làm này an tuê ta là không được yorobon nhiều lần chay một là sai sai lầm làm sai kế xúc ha ta liên tục mion nếu si mai so là bạn kiểm điểm sư ta viết còn a hoặc gì đó tan ha tà động từ bị chinh kê rư bạch tà là bị quở trách ưu điền suy tà là có thể dịch nguyên câu này là trong khi mà làm việc thì ngủ ngục hoặc là làm việc khác là không được nếu mà cứ liên tục làm sai nhiều lần thì có thể nè dịch sau ra thì có thể bị quở trách như là viết cái bản kiểm điểm hoặc là sẽ bị gì? Saki ở đây là gian dối, lừa đảo. Kampong là giảm lương. Sako là tai nạn. Cho thuê là nghỉ làm sớm. Ở đây nghỉ sớm. Nghỉ sớm nha. Thì Saki là sẽ bị gian dối à? Không đúng. Sẽ bị cắt giảm lương. Câu số 2 nha. Sẽ bị cắt giảm lương. Cái này không liên quan, chô thuê, nghỉ làm sớm mà. Nghỉ làm ở đây là tan làm sớm á nha. Đây. Là đáp án là cam bùng, là bị cắt giảm lương. Tiếp theo, chip ô bòn. Thơm cử được ý cùng mua xe thì anh cử im đi cắt là đọc cái đoạn văn này và cái đoạn văn này nói về cái gì? Ý là tìm chủ đề của cái đoạn văn á. 15번 옷이나 머리, 카락시 기계에 감기지 않도록 작업복 입고 모자를 쓰십시오. 파편이 눈에 들어갈 수 있기 때문에 보안경도 반드시 착용해야 합니다. 그리고 장갑이 기계에 감길 수 있으니까 맨손으로 작업하시기 바랍니다. Dịch nha. Thì ở đây là hãy nè, xíp xíu, hãy nè. Sư tà, mô cha rư sư tà. Mô cha rư sư tà không thể sử dụng mũ được mà người ta là đội mũ nha. Mô cha rư sư tà đội mũ và chắc có bột là mặc cái đồ bảo hộ. Tô rục để nè, chi ảnh là phủ định nè. Cam ki nè. Cam ki để không bị quấn nè. Bị quấn, cam ki là bị quấn, bị cuộn. Ki ki là máy nè. Karak, mori, karak là sợi tóc. Ột là quần áo. Ina, danh từ ina, danh từ na. Phụ âm là ina, nguyên âm là na. Hoặc nè, danh từ. Danh từ ina, na. Papion là mảnh mẫu, nun nê mắt, nun là mắt, tư ro ca tà là vào nè, đi vào mắt nè, urien su ita là có thể nè, kitemune là về, vì, bo an kion là kính bảo hộ, tô là cũng, bản tư si nhất định, chặt yong ha tà đeo, mang mặt, trang cắp bao tay, men son là tay không. Chắc cóp là khi làm việc, khi tác nghiệp. Parata. Chi đuôi câu biểm nì ta là param nì ta là mong rằng. Dịch nguyên câu là hãy đổi mũ và mang cái đồ bảo hộ để không bị quấn cái tóc hoặc là bộ đồ vào trong cái máy. Bắt đầu rồi. Vào trong cái kia, vào trong cái máy. Và vì có thể những cái mảnh mẫu này nè, nó bay vào mắt, nó đi vào mắt nên là phải nhất định là phải
mang cái phải đeo cái kính bảo hộ và vì có thể bị quấn cái bao tay vào cái máy nên là mong rằng khi mà làm việc thì hãy đeo thì hãy làm bằng tay không, menson tay không. Thì ở đây chủ đề là gì? Chú ý tác nghiệp khi mà dòng chóp. Khi dòng chóp ở đây là khi hàng sắt rồi đó. Thứ hai là chú ý khi mà làm việc, chắc cóp làm việc tác nghiệp, khi mà làm việc son ban là làm về thợ tiện, là thợ về làm kệ sắt đồ tủ kệ đồ đó. Còn son ka raki ki in che he là thiệt hại. Ki y ta ở đây là bị mắc, bị kẹt. Cái tai họa khi mà bị mắc, bị kẹt cái ngón tay. Số 4 là chắc có toku bộ quan, cái bảo quản, cái toku là cái dụng cụ, chắc có là tác nghiệp, làm việc, bảo quản cái dụng cụ làm việc. Thì ở đây chủ đề là gì? Là số 2 nha, là chú ý khi mà làm việc, mà làm việc kệ rồi đó. Hỏi số 2. Câu 16. 한국 사람들은 다른 사람의 집을 방문할 때 보통 작은 선물을 가지고 갑니다. 작은 것이라도 서로 나누는 것이 정이라고 생각하기 때문입니다. 다른 사람의 집을 방문할 때에는 미리 정화를 해서 방문 시간을 정하는 것이 좋습니다. 그리고 아침 이른 시간이나 저녁 늦게 남의 집에 가는 것은 예의가 아니므로 상관은 것이 좋습니다. 초대받은 집에 들어갈 때에는 현관에서 신발을 벗고 들어가야 합니다. 음식 대접을 받는 경우에는 잘해진 음식을 골고루 맛있게 먹고 너무 오래 남의 집에 머무르는 것은 좋지 않습니다. 또한 헤어질 때에는 초대에 대한 감사 인사를 잊지 않아야 합니다. Thì ở đây là băng mun ha ta là khi thăm hỏi, thăm vô thông bình thường, chặt kinh song mù là định ngữ chặt tà nhỏ, song mù là quà, chặt tà định ngữ cho từ song mù, tính từ là union, động từ là ninh đúng không, là danh từ đó, định ngữ chặt kinh song mù món quà nhỏ, ca chi tà là mang. Còn tà này á, là thể hiện của cái từ song mưu này nè, cho y đã tô là cho dù là cái gì đây, là cái món quà nhỏ. Thì nanu tà là chia sẻ, soro là lẫn nhau, chon ở đây là tình cảm nha. Rako ha tà là câu thường thuật đó. Temuni tà là vì sen cắt nè, suy nghĩ nè, nghĩ rằng nè, y là cô, vì suy nghĩ rằng trong tình cảm. 다른 사람의 집 방문할 때, khi mà thăm nhà của người khác, thì vì nè, miri là trước, vì gọi điện trước, và 것이 좋다 là nên, 정하다 là chọn ra, chọn 시간 thời gian 방문 thăm hỏi. 그리고 아침 buổi sáng, 이른 là sớm, 시간 thời gian, danh từ ina na hồi nãy mới nói, danh từ phụ âm là ina, nguyên âm là cộng ina là hoặc đó, cho nhóc nhật kê là tối trễ tối muộn, nam là người khác, nami chip nhà của người khác, ye y là lễ nghĩa, ani không, muro động tính từ, muro vì động tính từ. Rovi. Sangka là cái việc đi chợ. Chote patin nhận được lời mời. Turokata vào. Hân quan là hiên. Shinbai giày. Shinbaru bọc tà là cởi giày.
Tê cho bư bạc tà được thiết đãi ưm xích, được thiết đãi món ăn trong u trường hợp. Chare, chare chính là theo thứ tự. Kolkoru, kolkoru là đầy đủ, mà chitke là một cách ngon miệng. Nomu ore là rất lâu. Momuru ta là ở lại. Tohan nữa là Heochi ta là chia tay hay là tạm biệt. Kamsa insa là gửi lời cảm ơn. Itta là quên. Phủ định ở phía sau là chi anna này, chi anna là không quên này. Aoyahata phải. Dịch nguyên câu này là dịch nguyên đoạn này là những người Hàn Quốc khi khi mà đi thăm nhà của người khác á, thì bình thường sẽ đi và mang theo một món quà nhỏ. Cho dù là cái món quà nhỏ nhưng mà vì họ suy nghĩ rằng đó là thể hiện sự tình cảm, là cái việc chia sẻ sự yêu thương. Khi mà thăm nhà của người khác thì trước tiên thì phải gọi điện trước, rồi sau đó chọn ra cái thời gian thăm, và cái việc mà đi đến nhà của người khác vào cái thời gian sáng sớm hay là tối muộn là cái việc không đúng với lễ nghĩa, nên là vào cái thời gian đó thì nên đi chợ. Khi mà vào nhà của người mà mình vào nhà của cái người mà mình nhận lời mời á, thì phải cởi cái giày ở hiên hành lang và rồi mới bước vào. Và đối với cái trường hợp mà được thiết đãi món ăn á, thì ăn lần lượt nè một cách ngon miệng những món đầy đủ các món ăn mà được dọn trên bàn. Và không nên nè, chuột chia nè, không nên cái việc nè, có xin cái việc mà ở lại nhà người khác quá lâu thì là không nên. Nữa là khi mà tạm biệt á thì phải không quên gửi lời cảm ơn đối với cái lời mời này. Thì ở đây là shisha chote, lời mời dùng bữa, không phải trông như là chủng loại quà, không phải. Cảm xa yên xa, cái lời cảm ơn, không phải. Dê choi phẳng mùi là lễ nghi khi mà thăm. Khi mà thăm hỏi. Sa bon, đáp án số 4. Tiếp theo. Thơm cửa rì cô nè yông qua cả tương khỏi sư cổ rì sư phiêu. Hãy chọn cái nội dung đúng khi mà đọc cái đoạn văn sau. Câu 17. Thơm khu e thải nè yông qua cả tương khỏi sư cổ rì sư phiêu. Computer mù rô cổ dục là giáo dục miễn phí máy tính. Là dạy miễn phí máy tính đó. 주말 동안 직원들 위한 무료 컴퓨터 교육이 있습니다. Có cái giáo dục máy tính miễn phí để cho직원들 những nhân viên này trong vòng một tuần. À, trong vòng cuối tuần, 주말 cuối tuần. 컴퓨터를 배우고 싶은 사원, 사원 là nhân viên, 배우다 nhân viên mà muốn học máy tính thì 누구든지 bất cứ ai cũng có thể xin cho Hà Tà đăng ký. Y trong lịch trình, cô giúp lịch trình giáo dục, lịch trình dạy là vào ngày 3 tháng 2 2008 đến ngày 30 tháng 6 2008. Toyoi là thứ bảy, Ryoi chủ nhật cũng đều từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 50 chiều. Xin cho chàng cho nơi đăng ký là tầng số 3, số nhà 303. Điện thoại hỏi là số này. Thì ở đây nhìn cái bảng này ta coi nha, cái Iswapun, cái lớp học này sẽ si chắc là bắt đầu vào tháng 2 và Kinnata kết thúc vào tháng 6, đúng không? Đây, bắt đầu vào tháng 2, kết thúc vào tháng 6, câu này đúng. Tiếp theo, xem các câu còn lại nha. Tiết học máy tính này là tổ chức, Hata là làm tổ chức nè, vào Ochon buổi sáng, chủ nhật và thứ bảy. Ở đây là
buổi chiều mà đúng không? Từ 14 giờ mà là buổi chiều phải sai. 컴퓨터를 배우고 싶은 사원은 돈을 내야 합니다. Muốn học cái học máy tính thì phải nộp tiền. Ở đây ngay đầu đề luôn, 무료, miễn phí. Sai câu số 4 là 이 회사의 모든 직원은 컴퓨터 수업을 받아야 합니다. Là tất cả các nhân viên của công ty này đều phải học cái tiết học máy tính này. Không, 누구든지 là bất cứ ai mà muốn học thôi. Nè, 배우고 싶은 사원, những nhân viên mà muốn học thì bất cứ ai có thể đăng ký. Ở đây là bất cứ ai nha, muốn học thôi. Còn đây chứ, còn ở đây là ghi là mô tinh. Sai, có đáp án ở đây là số 1. Câu 18. 제 고향은 제주도입니다. 한국에서 제일 유명한 관광지입니다. 제주도는 남쪽에 있어서 서울보다 날씨가 따뜻하지만 바람이 아주 많이 붑니다. đảo Jeju, Jeju Yumyeonghan là nổi tiếng quan quan chi là địa điểm du lịch. Nam Chúc là hướng Nam, Seoul là Seoul, danh từ Bồ Ta do so với cái danh từ thì nói si là thời tiết ta tức kha ta ấm áp, Chiman nhưng Param là gió, Aju là rất mạnh, Ni là nhiều, Bulta thổi nha, gió thổi nhiều. Bulta riêng mà cộng với biệt thì riêng biến mất và cộng với biệt nida thì là gió thổi nhiều. Thì là quê hương của tôi là đảo Jeju To, là cái địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Đảo Jeju To ở hướng Nam, so với Seoul thì thời tiết ấm áp nhưng mà gió thổi nhiều. Ở đây, 이 사람의 고향은 제주도입니다. Quê hương của người này là đảo Jeju-do. Ngay câu đầu tiên là đúng rồi. Tiếp theo, chúng ta xem câu 2 và 4 sai chỗ nào nha. 서울이 제주도보다 더 따뜻합니다. Seoul so với đảo Jeju thì ấm áp hơn. Sai nha. Đây là Jeju-do so với Seoul thì ấm áp hơn. Rồi sai. Tiếp theo. Đây. Ôi. Jeju-do는 다 뜻해서 바람이 부지 않습니다. Đảo Jeju-do vì ấm nên là gió không thổi nhiều. Ngay câu này luôn. Gió thổi nhiều, câu này sai. 이 사람은 다음 주에 제주도에 가라고 합니다. Người này định sẽ đi đảo Jeju vào tuần sau. Rồi 19번. 소리가 들리지 않도록 하거나 물이 들어가지 않도록 하기 위해 휠을 막는 물건입니다. À, chúng ta dịch từ sau ra trước nha. À, từ vựng đúng không? À, từ vựng đã. À, sorry là âm thanh. Tulita là được nghe. Chi ảnh tô rốt là để không nè. Cò na hoặc mưa là nước. Tư ro ca tào để không nước vào nước nè. Ảnh tô rốt nè. Tô rốt là để nè. Chi ảnh tà là không nè. Hakewihe cũng là để là nhấn mạnh thêm. Quiru makta là chặn cái tai. Mu con là cái đồ. Là cái đồ chặn cái tai để không cho nước vào hoặc là để không cho nghe được cái âm thanh. Quimake là cái bông bịt tai. Thứ hai là quitokke là cái trục tai. Anchonte là cái đai an toàn. Một trang cáp là cái bao tay bằng vải. Thì ở đây là đáp án là Quimake, cái bông bịt tai để không ngăn chặn âm thanh và không cho nước vào. Câu 19, câu này dễ mà đúng không ạ? Câu 20. 회사를 이탈 없이 1년 이상 계속 그 회사에서 일하는 외국인 근로자가 퇴직금을 받을 수 있습니다. Thì ở đây là 근로자
là người lao động quê quốc tịch người nước ngoài. Kê rút liên tục y nhân một năm, y thay là ra khỏi, thoát khỏi. Thuê chức cưm là lương hưu. Thì dịch nguyên câu này là những người lao động người nước ngoài đang làm việc ở cái công ty đó liên tục hơn một năm mà không ra khỏi cái công ty. Kiểu không ra khỏi, không thoát khỏi cái công ty thì có thể nhận được cái thuê chức cưm là cái tiền lương. Đâu rồi? Thì ở đây quốc minh vô hôm là bảo hiểm nhân dân, sai, không có liên quan gì. Con căng vô hôm bảo hiểm sức khỏe. Chu quốc man ki vô hôm là bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh. Đây là bảo hiểm về chi phí về nước. Thì ở đây là bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh nha, đáp án số 3. Hi, 여러분, 감사합니다. 들어주셔서 감사합니다. 네. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở đề tiếp theo nha.